kiếp nạn chờ khách ở đời sống nha anh em. Rồi mỗi lần tới chung cư đời sống là thôi luôn, đợi muốn xỉu luôn rồi khách mới xuống. Không ý khách mà có đặt thì đi xuống xong rồi đặt nha, tài xế kế bên đâu mà khách ơi, đặt kiểu này là tụi em chết tụi em luôn. Chạy bên đường anh. Rồi không được đậu ở đây chờ khách luôn nè, giờ phải qua bên đường. À, bị đuổi rồi, qua bên đường đợi khách thôi. Đón đợt sống hả? Rồi nó đâu cho đứng bên đó đâu, mới bị đuổi xong qua đây nè, đã đợi khách lâu rồi còn không cho đứng đón nữa. Rồi chắc thằng Tây kêu quá. Pizza. Ok. Not here.